Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tiếng Anh 60 phút. Các bạn có bao giờ từng đi uống bia với người nước ngoài chưa? Và trong quá trình mà chúng ta ngồi chung bàn tiệc với họ, chúng ta không biết cách làm sao để thể hiện những cái mẫu câu giao tiếp thông dụng. Ví dụ như là nhấp môi thôi, hoặc là không say không về nha, 100%, hoặc là chúc mừng cho sự thành công của bạn, hoặc là chúng ta miêu tả cái người đối diện rằng là anh ấy uống đồ bất tử luôn. Và khi chúng ta muốn miêu tả về cái độ say của chúng ta thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Ví dụ như là tôi vẫn còn tỉnh nè, tôi hơi lâng lâng rồi, ồ tôi say lắm rồi, tôi không uống nữa đâu. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào trong tiếng Anh? Vậy thì hôm nay mình quyết định làm video này để chia sẻ với các bạn một số những cái mẫu câu giao tiếp thông dụng mà chắc chắn các bạn sẽ cần trong tương lai. Và không chần chừ thêm nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học thôi nào. Let's get started. Love is a maze. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với mẫu câu đầu tiên. Khi các bạn muốn mời người khác đi uống bia thì chúng ta sẽ nói một cái mẫu câu đó là ê, làm vài chai không? Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Vậy thì các bạn hãy thuộc cái mẫu câu sau đây nè. Wanna grab some beer. Wanna là viết tắt của chữ want to. Wanna grab some beer. Grab có nghĩa là gì? Đi lấy. Ok. Thì ở đây chúng ta nên thuộc luôn một cụm đi. Được chưa? Thuộc luôn một cụm luôn là wanna grab some beer. Some là một ít, là một vài chai. Ok, beer là bia chúng ta hay uống. Wanna grab some beer. Lên giọng cuối câu. Wanna grab some beer. Đi làm vài chai không? À, đã rủ người khác đi uống bia, đã rủ người khác đi làm vài chai thì chắc chắn chúng ta sẽ phải bao họ rồi, đúng không? Vậy thì tôi bao tiếng Anh sẽ nói là it's on me. Cộng lại chúng ta sẽ nói wanna grab some beer, it's on me. Wanna grab some beer, it's on me. Đã bao rồi thì chắc chắn phải có một cái lý do đi kèm. Vậy thì bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ đi. À, đó là tôi vừa mới lên chức. Tôi vừa mới lên chức tiếng Anh nói như thế nào các bạn? Rất dễ. Đó là I've just got promoted. Chú ý phải âm. Promoted hoặc là promoted. Got promoted. I've just got promoted. Tôi vừa mới lên chức. Bây giờ mình sẽ làm mẫu một cái đoạn hội thoại giữa người A và người B nhé. Người A: Wanna grab some beer? It's on me. I've just got promoted. Really? Congratulations. Học thêm một từ vựng nữa, đó là từ congratulations. Có nghĩa là chúc mừng bạn nha. Congratulations. Các bạn chú ý phải âm nè. Congratulations. Mình đọc lại đoạn hội thoại. Wanna grab some beer? It's on me. I've just got promoted. Really? Congratulations. Mẫu câu số 2 nè. Trong quá trình chúng ta ngồi bàn tiệc chung với người nước ngoài thì chúng ta sẽ có một cái lý do, đó là chúc mừng cho sự thành công của bạn, hay là chúc mừng cho cái ngày đặc biệt của bạn, hay là chúc mừng vào cái ngày sinh của bạn. Đó giống như kiểu là chúng ta đi sinh nhật vậy đó. Thì chúng ta sẽ có một cái mẫu câu đó là cheers. Nó cũng giống nghĩa như là vô của Việt Nam, 1, 2, 3 vô đó. Thì chúng ta sẽ nói là cheers. Và thêm một cái mẫu câu như sau nè. To your success. Có nghĩa là chúc mừng cho sự thành công của bạn. Cheers to your success. Cheers to your success. Hoặc là chúc mừng cho cái ngày đặc biệt của bạn. Cheers to your special day. Giống kiểu chúng ta đi đám cưới vậy đó. Cheers to your special day. Còn đi sinh nhật thì sao? Cheers to your birthday. Cheers to your birthday. Mẫu câu số 3, đây là một dạng câu hỏi thôi. Mình hỏi người đối diện là say chưa? Are you drunk? Are you drunk? Bạn đã say chưa? Thì chúng ta sẽ có các cái trường hợp trả lời như sau. Bây giờ chúng ta nói là tôi chưa có say, tôi vẫn còn tỉnh. Chúng ta dùng từ vựng nào? Dễ lắm. No, I'm still sober. Sober có nghĩa là vẫn còn tỉnh táo, chưa si nhê gì cả, chưa ngấm. No, I'm still sober. Mình làm mẫu như sau. Are you drunk? Oh no, I'm still sober. Trường hợp số 2, khi chúng ta đã lâng lâng rồi, có nghĩa là đã ngấm vào người rồi nhưng mà chúng ta chưa có say nha. Nó lâng lâng rồi thì chúng ta sẽ dùng cái mẫu câu, tức cái từ vựng như sau này, đó là cái chữ tipsy. Tipsy. Ok. Thì mình sẽ trả lời yes, I'm a little tipsy. Tôi hơi lâng lâng. Vậy thì mẫu hội thoại như sau. Are you drunk? Well, yes, I'm a little tipsy. A little tipsy. Hơi lâng lâng. Trường hợp số 3 là chúng ta xỉn rồi. Giống như kiểu là chúng ta xỉn rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn biết đường đi về nha, chứ không phải là quắc luôn rồi. Ok, chúng ta xỉn rồi, chúng ta sẽ nói một cái mẫu câu, đó là I'm drunk hoặc I'm pissed. Yeah, I'm drunk. Yes, I'm pissed. Mẫu câu thứ tư. Yo, không say không về nha. Các bạn thường hay sử dụng câu này đúng không? Yo, không say không về, 100%.
thì các bạn nhớ thuộc luôn cái mẫu câu như sau, đó là Cheers, not leaving until drunk. Cheers, not leaving until drunk. Có nghĩa từng từ như sau. Not leaving có nghĩa là không rời khỏi. Until có nghĩa là cho đến khi. Còn drunk tức là say. Đừng rời khỏi cho đến khi say, tức là không say không về. Cheers, not leaving until drunk. Mẫu câu số 5 đi kèm với không say không về, đó là 100% uống cạn ly nha. 100% chúng ta hay dịch là 100%, đúng không? Cũng được, không sao cả. Nhưng mà trong trường hợp này các bạn nên biết một cái cụm câu sau, đó là bottoms up. Các bạn nhớ phát âm nè. Bottom có âm xì đằng sau thì chúng ta đọc là z, chúng ta nối qua cái chữ up. Bottoms up. Bottoms up nghĩa là cạn ly nha. Cheers, not leaving until drunk. Bottoms up. Hết ly, cạn ly 100%. Mẫu câu số 6. Mẫu câu này chúng ta hay miêu tả một cái người nào đó mà uống bia rất là nhiều, uống rượu rất là nhiều, nhưng mà khó say lắm. Người đó lúc nào đô cũng bất tử cả. Vậy thì chúng ta sẽ miêu tả cái người đó như là một con cá ở dưới nước. Giống như kiểu là người xung quanh người ta toàn là bia rượu thôi, nhưng mà người ta vẫn có thể bơi ở trong đó được. Vậy thì người đó giống như một con cá vậy. Thì bây giờ ví dụ như mình mô tả một cái người đối diện đi, anh ấy uống đồ bất tử luôn, thì mình dùng mẫu câu như sau. Wow, he drinks like a fish. He drinks like a fish. Nhớ nối âm. Wow, he drinks like a fish. Mẫu câu số 7, khi mà chúng ta muốn nói là nhấp môi thôi, được rồi, đừng, không cần phải uống nhiều đó, nhấp môi thôi. Thì nhấp môi thì chúng ta sẽ dùng một cái mẫu câu như sau nè. Just take a sip. Sip ở đây là một cái ngụm. Take a sip là hãy hớp một cái ngụm đi, tức là nhấp môi đó. Just là một cái dạng yêu cầu, hãy làm điều gì đó. Just take a sip, hãy nhấp môi đi. Nhấp môi thôi, được rồi. Just take a sip. Just take a sip. Mẫu câu số 8, mẫu câu này chắc chắn nhiều người cần đây nè. Mẫu câu rất là vui. Đó là khi chúng ta ngồi trong bàn nhậu ha, thì ai cũng uống cả. Chỉ có một người là ngồi ăn không à, không chịu uống gì hết. Người nó ăn rất nhiều. Giống như kiểu người ta hay có câu trong tiếng Việt là bào mồi. Đúng rồi, cái người nó gọi là người bào mồi, thánh bào. Thì cái người đó chúng ta sẽ mô tả như sau nè. You're such a big eater. You're such a big eater. Có nghĩa là bạn toàn ăn không mà không chịu uống gì hết. Bạn đúng là thằng ham ăn, đúng là cái thằng bào mồi, giống kiểu như vậy. You're such a big eater. Wow, you're such a big eater. Just take a sip, nhấp môi đi, chứ ngồi ăn không à. Mẫu câu tiếp theo nè, đó là chúng ta sẽ mô tả rằng là ngày hôm qua tôi say bí tỉ luôn, tôi không biết gì hết, nghĩa là quắc luôn rồi. Thường là những cái từ quắc này nè, chúng ta hay sử dụng trong cái việc gọi là ở quá khứ rồi. Bởi vì khi mà chúng ta đã quắc rồi, có nghĩa là xỉn nằm không biết gì cả đó, thì chúng ta không thể mô tả rằng là tôi xỉn được. Xỉn nó ở một cái mức là vẫn biết đường về nha các bạn, chưa có quắc. Còn quắc rồi á thì chúng ta phải dùng ở trong quá khứ rồi. Bởi vì hôm qua quắc thì hôm nay mới nhớ chứ, đúng không? Thì quắc rồi chúng ta sẽ dùng cái từ đó là wasted. Đây là một cái cấp độ say cuối cùng. Wasted, wasted. Mẫu hội thoại như sau. Hey John, wake up, you're late for work. Oh my gosh, what time is it? Wow, it's 2 p.m. already. 2 p.m. Look at here. Really? Oh my gosh, sorry. I was wasted last night. Oh my gosh. Thì đó chính là một cái mẫu hội thoại rằng là cái người A kêu cái người B dậy đi, 2 giờ rồi, trễ làm rồi. Xong cái người B á dậy kêu oh my gosh, mấy giờ rồi? 2 giờ đúng không? Là xin lỗi nha, hôm qua tôi quắc luôn rồi. Hôm qua tối hôm qua quắc luôn rồi. Có thể là tối hôm qua đi tiệc hay gì đó uống nhiều quá. Thì oh sorry, I was wasted last night. Nhớ cái mẫu câu các bạn nha. Ok, bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Nếu các bạn biết những cái mẫu câu nào hay hơn nữa, các bạn có thể comment ở dưới để bổ sung thêm vào cái bộ sưu tập văn nói ở trong việc nhậu nhẹt với người nước ngoài nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem qua video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. See you next time.